Thưa quý vị và các bạn, tiểu thuyết Hà Nội nhiều mây có lúc có mưa ngâu của tác giả Hồ Anh Thái mở ra câu chuyện hiện thực và huyền ảo, tái dựng không khí thủ đô Hà Nội những ngày tháng chống lại cuộc tấn công từ trên không của các kiểu pháo đài bay những năm tháng chống Mỹ. Những con người bình thường, giản dị và kỳ lạ, tất thảy tạo nên gương mặt thủ đô trong những năm tháng bi hùng và trong những khoảnh khắc lãng mạn giữa bom đạn khốc liệt. Đó là Phan, chiến sĩ trẻ có khả năng đặc biệt, một anh phi công chiến đấu trên bầu trời thủ đô, một nữ nghệ sĩ chăm sóc mấy con hổ sổng chuồng ra đường phố sau trận bom. Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa ngâu là câu chuyện về nhiều cuộc đời trong một cuộc đời chung. Song đâu đó, độc giả vẫn thấy những chuyện đời có thật, mang nỗi niềm riêng khác. Các tuyến nhân vật hiện lên mạch lạc, sáng rõ. Họ đặc biệt theo cách của mình, sống trọn vẹn với vẻ đẹp tâm hồn mình, với những đam mê hay những trăn trở của chính mình. Thu Loan xin mời quý vị thính giả cùng đón nghe tiểu thuyết Hà Nội nhiều mây có lúc có mưa ngâu của tác giả Hồ Anh Thái. Dự báo thời tiết ngày và đêm nay, Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa to. Trong cơn sông có gió giật cấp 6, đề phòng cây đổ gây thiệt hại và cản trở giao thông. Phan phóng xe đạp ngang qua một cái loa truyền thanh treo trên cành cây gần bờ hồ, đúng lúc có bản tin dự báo thời tiết cho ngày mai. Anh đi dọc Hàng Khay, dọc Tràng Thi để tiến về Điện Biên Phủ, từ đấy mà vào cơ quan ở trong thành. Như vậy là ngày mai có mưa. Sắp sang đông rồi, dự báo thời tiết lại báo có mưa to, cứ như mưa rào mùa hè không bằng. Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa to. Câu dự báo thời tiết ở trong đầu Phan, một lúc thì hóa thành Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa ngâu. Không phải mưa to, mà là mưa ngâu. Có còn mưa ngâu đâu. Mưa ngâu là từ tháng 7 ta cơ mà. Tiết tháng 7, mưa dầm sùi sụt. Văn tế thập loại chúng sinh của Nguyễn Du đấy. Mưa ngâu dầm dề suốt ngày không dứt. Vợ chồng ngâu một năm gặp nhau có một lần. Nước mắt ngắn dài, khóc lóc cho cảnh chia ly. Khóc triền miên như thế thì không thể là có lúc có mưa. Đã là mưa ngâu thì không thể nói là có lúc có mưa. Không thể là mưa rơi một lúc lại ngừng. Mùng 7 ra, mùng 3 vào. Tức là mưa nhiều vào những ngày mùng 3, mùng 7, 13, 17, 23, 27. Mưa ngâu sụt sùi triền miên, dai dẳng, rầm rề. Vậy mà, Phan vẫn thích biến cái câu dự báo thành Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa ngâu. Vô lý mà vẫn thích. Anh nhẩm lại trong đầu một lần nữa. Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa ngâu. Bất chợt, cái câu hát ấy trở lại trong đầu. Anh mơ ước làm sao cho chọn mối xuyên đầu, đẹp lòng em yêu dấu. Xưa chức nữ chàng ngưu, từng đắng cay dãi dầu, chờ ô thước bắc cầu. Câu hát lạ. Lạ, ở miền Bắc xã hội chủ nghĩa đang đánh Mỹ này, không có bài hát nào như thế. Người ta không ủy mị than khóc, luẩn quẩn tình yêu lứa đôi. Tình yêu lứa đôi phải đặt trong tình yêu đất nước. Đã hát lên phải là những bản tình ca chiến đấu, những khúc quân hành, khỏe khoắn, mạnh mẽ, hào hùng. Thế mà một chiều nào, Phan đã thấy một chàng thanh niên ôm đàn nỉ non bài hát ấy. Theo năm tháng hoài mong, thư gửi đi mấy lần, đợi hồi âm không thấy. Em ơi nhớ rằng đây, còn có anh đêm ngày, hằng thương nhớ vơi đầy. Nhạc vàng. Thứ nhạc ấy được định nghĩa như vậy. Vàng vọt, bệnh hoạn, ủy mị, rền rĩ nỉ non. Chỉ có cái riêng mà không có cái chung. Chỉ có cái tôi mà không có cái chúng ta. Bom đạn thì đang ngút trời. Trai gái đều xin đi bộ đội, đi thanh niên xung phong. Ai không được đi, phải ở lại hậu phương thì mặc cảm là mình thua kém bạn bè. Vậy mà anh chàng kia đang ôm đàn guitar, rền rĩ nỉ non một bài ca lạ. Lạ, chả thấy ai hát một bài như thế bao giờ. Lời lẽ như thế, nhạc nhẽo như thế. Đấy là hôm Phan đang được đưa đi trên một con măng ca qua các phố phường. Anh có nhiệm vụ thấy cái gì lạ trên đường đi thì phải báo cáo ngay cho cấp trên. Ngang qua căn nhà ấy ở phố cổ, anh nhìn thấy chàng thanh niên ôm đàn kia, mà là nhìn thấy xuyên qua một bức tường gạch. Cửa giả đã đóng, như thể người trong nhà đã đi sơ tán hết. Vậy mà đằng sau bức tường, ở trong nhà, anh chàng kia ôm đàn hát. Hai cô và một cậu nữa ngồi nghe hát. Có lúc họ họa theo như kiểu hát bè. Xưa chức nữ chàng ngưu từng đắng cay dãi dầu, chờ ô thước bắc cầu. Thanh niên thế đấy, không đi bộ đội, chẳng biết có tham gia dân quân tự vệ khu phố hay không nữa. Quần ống tuyếp, đầu đít vịt. Quần ống bó chặt vào chân như cái ống tuyếp. Tóc để dài. Ở chỗ gáy, tóc dài như cái đuôi, vểnh lên trông giống cái đít vịt. Đám này ra đường, phải mắt trước mắt sau. Nhỡ mà có chiến dịch truy quét của công an và cờ đỏ thì khốn. Chúng sẽ bị chụp, bị bắt giải về đồn công an hoặc trụ sở ủy ban tiểu khu. Quần ống tuyếp sẽ bị dùng dao kéo rạch một đường, từ gấu quần lên đến tận đùi. Đầu đít vịt sẽ bị kéo cắt ngang dọc vài đường nham nhở. Sau đấy thì tự ra hiệu cắt tóc mà cắt lại. Đến thế, chỉ còn nước cắt chọc cả đầu mới đều. Không chỉ vậy mà xong, chúng còn bị ghi tên vào sổ đen, bị báo về khu phố đang cư trú để tiếp tục theo dõi và giáo dục. Còn bây giờ, chúng đang ngồi bình yên trong nhà chúng, hát. Tưởng như không ai biết, chúng không ngờ rằng có người ở ngoài đường nhìn thấy chúng rõ mồn một. Nhiệm vụ của Phan là phải báo cáo ngay tại chỗ nếu thấy chuyện bất thường. Hát ca vàng vọt thế kia cũng là điều bất thường. Thời chiến không thể bỏ qua điều bất thường. Hát bụi ở chỗ này có liên quan đến con bướm đập cánh ở chỗ kia. Đúng lúc ấy thì có một con kiến đốt vào lưng Phan. Con kiến ở đâu đấy trên xe đã tranh thủ thời gian chu du từ ghế lên lưng Phan, rồi nhắc nhở sự tồn tại của nó bằng một cái đốt. Xe con mang ca, loại xe quân đội, có lúc chở chỉ huy, nhưng cũng có lúc chỉ huy tận dụng chở vài con cá miếng thịt hiếm hoi mới được phân. Thực phẩm dầu mỡ còn để lại vết dây ra sàn xe. Đấy là lý do con kiến có mặt trên xe rồi chọn người mà đốt. Chọn thời điểm nữa. Sao nó không đốt vào lúc nào mà lại đốt Phan vào chính lúc ấy? Anh đưa tay gạt con kiến xuống, xoa xoa chỗ ngứa. Vào chính lúc ấy, anh quyết định im lặng. Không kêu lên, vì kiến đốt thì cũng im luôn. Không báo cáo. Không, chiếc xe lăn bánh chậm chậm sang phố khác. Thời gian Phan sử dụng năng lực đặc biệt của mình chỉ kéo dài khoảng 2 năm. Tính cho chính xác là 2 năm, 2 tháng, 3 ngày. Làm tròn số kiểu gì thì cũng là 2 năm. Mà thế nào gọi là năng lực đặc biệt? Ngày nay, người ta có thể gọi đấy là thần sao cách cảm, là nhìn xuyên tường, là nhân diện, là tiềm năng đặc biệt của con người, vân vân. Nhưng những năm đầu thập kỷ 70 của thế kỷ 20 chưa có những khái niệm ấy. Cơ quan của Phan đóng ở trong thành. Thành một chữ mà gợi ấn tượng thành lũy chiến tranh. Thành cổ Hà Nội, cơ quan quân sự cấp bộ mà đóng trong ấy thì nghe rất hợp. Ấy thế, Phan phát hiện ra một kẻ gián điệp cho địch cũng ngay trong thành. Rất tình cờ thôi, đi ngang qua cửa phòng làm việc của kẻ kia, Phan thấy gã đang lúi húi viết gì đó. Một trang giấy toàn những dòng chữ theo kiểu mật mã, đại loại tọa độ 15 giờ, lúc 3 giờ sáng. Chỗ này cũng cần phải được kể cho tỉ mỉ hơn. Lúc ấy, phòng làm việc của kẻ kia đang đóng im ỉm. Phan đi qua, vô tình nhìn ngang vào bức tường ngăn cách hành lang với phòng làm việc của gã. Trời ơi, bức tường quét vôi xanh nhạt vẫn đấy, nhưng thốt nhiên nó trở nên trong suốt như tường kính. Kẻ kia ngồi bên trong bức tường, gã vẫn hí húi viết, mà không hề biết Phan đứng ngoài này đang chăm chú nhìn gã. Ban đầu Phan mỉm cười, tưởng rằng gã vẫn đang viết thư tình. Mùi của anh. Có lần kẻ ấy viết thư cho cô người yêu tên là Mùi. Bức thư bắt đầu bằng 3 âm tiết. Mùi của anh. Một anh bạn cùng phòng của gã thế nào mà chụp được bức thư lúc gã vắng mặt. Kẻ đáng yêu thường sơ ý thế đấy. Mùi của anh bạn cùng phòng bèn lấy bút bắt chước chữ của gã mà thêm vào mấy chữ. Mùi của anh là mùi hôi nách. Đã thế, còn không kín đáo mà chạy ra bô bô kể với cánh thanh niên trong cơ quan. Thế là từ đó, gã kia có biệt danh Mùi của anh. Bây giờ thì mùi của anh đang cặm cụi viết, chẳng biết có phải thư tình hay không, mà đầy những dòng chữ không đọc được. Phan đã định đẩy cửa vào trêu chọc chuyên gia viết thư tình. Yêu đương có phải là thế, chữ nghĩa chán chê rồi, quay ra ú ớ, mã hóa và dùng ký hiệu. Nhưng có một cái gì đó ngăn Phan lại. Rồi đi tiếp mấy bước nữa, thì Phan cảm thấy vương vướng băn khoăn. Không còn là chuyện đùa nữa, không cười một cái rồi quay đi được nữa. Không quay đi rồi xua nó ra khỏi đầu mình được nữa. Phan đã ghé vào bộ phận cơ yếu, gọi cô Miên ra ngoài, hỏi về những dòng ký tự kia. Anh còn nhớ mấy dòng đã đọc được. Anh nguệch ngoạc viết ra giấy và đưa hỏi Miên. Những dòng này có nghĩa gì không? Cô gái giải mật mã, cầm tờ giấy và chỉ liếc qua, cô đã biết đây là mật mã. Nhưng nghĩa của nó thì không thể hiểu ngay được. Vậy là sự việc đã trở nên nghiêm trọng, không còn là chuyện một bức thư tình. Những người yêu nhau nhiều khi cũng có quy ước viết bằng thứ mật mã đơn giản. Nhưng yêu nhau kiểu ấy cũng hiếm lắm. Mật mã quá phức tạp kiểu ấy cũng hiếm lắm. Cô Miên cơ yếu đề nghị Phan đi cùng để báo cáo cấp trên. Ngay lập tức, Phan được đưa vào gặp riêng bộ phận có trách nhiệm để lấy lời khai. Bộ phận cơ yếu của Miên thì được lệnh giải mã tờ giấy trong thời gian sớm nhất. Nói là sớm nhất, nhưng họ đã mất rất nhiều ngày mới tìm ra chìa khóa mở vào mật mã. Đó là báo cáo của tên gián điệp gửi về cho cấp trên của hắn ở miền Nam. Nội dung chính xác của bản báo cáo thì phải một thời gian sau mới rõ. Nhưng ngay từ khi chưa giải xong mã, người ta đã biết mùi của anh ở trong một mạng lưới gián điệp. Lúc ấy nhiều người đã giật mình. Có khi cái bức thư mùi của anh cũng là một thứ mật mã. Cũng có khi bức thư mùi của anh là do gã cố tình bỏ quên cho mọi người xem, rồi nghĩ rằng hễ gã hí húi viết, tức là viết thư tình. Cũng có khi mùi của anh là một bức thư tình đơn thuần. Gã yêu một cô gái tên là Mùi thật, và một điệp viên cao tay đến mấy cũng có khi sơ suất nghiêm trọng. Khả năng đặc biệt của Phan nhanh chóng được sử dụng. Chỉ có cấp trên của anh biết về khả năng này. Không một ai trong cơ quan biết. Cả cô Miên cơ yếu cũng không biết. Cô chỉ được cấp trên cho biết rằng Phan vô tình nhìn thấy những dòng mật mã trong một tờ giấy nhặt được ở đâu đấy. Không cần chép lại câu hát của anh chàng trong phố cổ thì Phan vẫn thuộc. Nó đã ở lại trong tâm trí anh, bén rễ và bám chặt trong ấy. Không thể nói là hay, không thể nói là thích. Một kiểu ca khúc khác thường vừa mới lần đầu tiếp xúc, chưa kịp làm quen, chưa kịp nghĩ ngợi về nó, chưa kịp ngấm. Nhưng bất chợt nảy ra ý muốn gặp người hát, muốn chuyện trò đôi ba câu. Chiều Chủ nhật, trước khi vào điểm danh trong đơn vị, Phan đạp xe lang thang trong phố cổ. Đột nhiên thắc mắc, anh chàng kia giờ này có ngồi hát không nhỉ? Chẳng nhẽ suốt ngày anh ta chỉ có mỗi việc là ngồi hát. Những bài hát kiểu ấy chắc là anh ta nghe từ đài Sài Gòn. Nghe đài địch, một cái tội khi mà cả nước đang chiến đấu chống ngoại xâm. Nghĩ thế mà Phan đã gõ cửa căn nhà ấy. Anh chàng hát nhạc vàng ra mở cửa. Không ngạc nhiên khi thấy một chàng trai mặc quân phục đứng trên vỉa hè hướng vào trong nhà. Thời chiến, quân phục màu xanh qua lại khắp phố phường. Bộ đội đi làm nhiệm vụ. Bộ đội phối hợp với dân quân tự vệ các khu phố. Bộ đội từ nơi khác vào thành phố phải hỏi thăm đường. Anh bộ đội này thì có vẻ là trai Hà Nội. Lại còn hỏi tôi có thể vào được không? Anh chàng hát nhạc vàng chìa tay vào trong nhà. Vâng, anh vào đi. Đến thế thì Phan hơi lúng túng. Bắt đầu thế nào đây? Không thể nói tôi đã nghe anh hát theo năm tháng hoài mong, thư gửi đi mấy lần, đợi hồi âm không thấy. Anh ta sẽ hoảng. Không thể yêu cầu anh ta hát lại bài hát ấy. Anh ta sẽ sợ. Không thể kể lại rằng tôi đã thấy anh đóng chặt cửa, ngồi hát cùng 3 người bạn trong căn nhà này. Anh ta sẽ phẫn nộ, chối bay chối biến. Anh ta sẽ mời Phan ra khỏi nhà. Mà Phan bỗng nhiên muốn lưu lại trong căn phòng này. Một căn phòng dễ thương trong khu phố cổ. Bên sườn có lối đi vào những căn hộ ở phía sau chung một số nhà. Lối đi hẹp đến mức chỉ đủ cho một người dắt xe đạp đi vào. Gặp người dắt xe đạp đi ngược từ trong ra thì chịu, không thì tránh ai được. Chỉ có cách một trong hai người phải lùi lại. Lối ngõ chật hẹp như vậy, chắc hàng phố láng giềng đã nghe thấy anh ta hát nhạc vàng. Chắc anh ta cũng đã quen với việc hàng xóm phàn nàn, hàng xóm giao giảng không nên hát thứ nhạc thiếu lành mạnh. Hàng xóm tố cáo lên chính quyền và công an. Quen, phải coi như không nghe họ nói gì. Nhờn. Căn phòng dễ chịu, có thể vì nó đơn sơ, có thể vì nó thanh tao. Đồ đạc hầu như ở mức tối thiểu. Đồ đạc không lấn át người. Ngồi trong một căn phòng như vậy, người ta cảm thấy mình là thực thể chính, chứ không phải đồ đạc. Sự quang đãng cũng làm tâm trí khai thoáng mở rộng. Người ta cảm thấy tự tin hơn. Chỉ có một chiếc guitar treo giữa nhà, bên cạnh cái lịch tường. Anh Lịch là một cô tự vệ đội mũ cát. Trên mũ có một ngôi sao vuông, ngôi sao của tự vệ. Khác với ngôi sao trên mũ bộ đội là sao tròn. Tấm ảnh nhắc nhở bài hát đang được ưa chuộng về cô tự vệ Hà Nội. Ơi cô gái ơi, súng trên vai, sao vuông đầu mũ. Em đi về đâu mà mắt em tươi sáng. Em đi về đâu mà chân bước hiên ngang. Lý do đây rồi. Phan đề nghị rất tự nhiên. Cậu có thể hát cho mình nghe bài ca Hà Nội được không? Anh chàng nhạc vàng hơi ngạc nhiên. Cậu là ai? Đến đây có việc gì mà lại muốn tôi hát? Mình là ai nhỉ? Phan thầm lặp lại, nhưng vẫn bạo dạn và tự nhiên. Mình là Phan. Mình biết cậu hát hay và đi qua thì muốn nghe cậu hát. Như kiểu chương trình ca nhạc theo yêu cầu thính giả trên đài phát thanh vậy thôi. Tiếng lành đồn xa. Anh chàng nhạc vàng tự hiểu như vậy. Láng giềng ở đây đã biết anh ta hay ca hát trong các chương trình văn nghệ khu phố. Anh chàng Phan này hẳn đã nghe truyền tụng thì hát. Cái đồng hồ không cần được yêu cầu mới kêu tích tắc. Con ve sầu không cần được yêu cầu mới kêu ve ve ve. Anh chàng nhấc chiếc đàn xuống khỏi tường, chơi một khúc dạo và bắt vào ngay. Anh chiến sĩ ơi, đã bao đêm canh bên nòng súng, ngắm những đường phố mà thấy sao tha thiết. Ơi thủ đô, thịt da máu xương ta. Coi như bài hát này là tặng cho anh chàng mặc quân phục vừa ghé vào. Rất có thể bây giờ ngồi đây, nhưng ngày mai anh ta đã đi xa. Rất có thể đêm nay anh ta phải chiến đấu. Hát để tặng một người chưa quen. Hát để tiễn một người xa đi ngày mai. Phan thấy như thế là dễ rồi. Bây giờ mới đi vào điểm chính. Cậu hát đi. Theo năm tháng hoài mong, thư gửi đi mấy lần, đợi hồi âm không thấy. Phan bảo. Anh chàng kia hơi giật mình. Anh ta bỏ cây đàn, dựng nó bên ghế, ngồi im một lát. Phản ứng đề phòng theo bản năng. Không ai cấm ta hát, nhưng không ai thích ta hát những bài ca gây ủy mị cho tâm hồn đang ngùn ngụt ngọn lửa chiến đấu. Làm sao mà một người không quen lại biết ta hát bài hát này? Hôm thứ Ba tuần trước, khoảng 5 giờ chiều, anh ngồi hát trong căn phòng này với 2 người bạn gái và một người bạn trai. Lúc ấy tôi đi qua, tôi nghe thấy. Phan bảo. Anh chàng vẫn ngồi im, nghĩ. Chắc có láng giềng nào ở đây kể với anh ta. Chẳng lẽ anh ta có thể đứng ngoài vỉa hè mà ghé mắt qua khe cửa nhìn vào? Không thể rình rập giữa thanh thiên bạch nhật như thế mà không bị dân quân tự vệ khu phố phát hiện. Dù gì thì cũng mặc kệ. Việc của con chim là hót, bất chấp. Anh chàng lại cầm đàn lên. Lần đầu tiên Phan nghe trọn vẹn bài hát. Lúc chiều tà thế này, bài hát não nề hờn trách hình như cũng khơi gợi được chút ít. Giờ là lúc sum họp của mọi gia đình. Thế mà các nhà đều phải chia tách. Người đi sơ tán về nông thôn, người ở lại thành phố sản xuất trong các nhà máy, trực chiến trong các trận địa pháo, người ra chiến trường. Không có bài hát thì người ta đã đủ nỗi mong, nỗi nhớ. Không chỉ một bài hát ấy, đang có đà, anh bạn nhạc vàng tặng thêm cho Phan mấy bài nữa. Mỗi năm đến hè, lòng man mát buồn, 90 ngày qua chứa chan tình thương. Ngày mai xa cách, hai đứa hai nơi, phút gần gũi nhau mất rồi, tạ từ là hết người ơi. Không còn là mùa hè, thì đã nói là sắp chuyển sang đông rồi. Bài hát không hợp cảnh, nhưng cũng đủ mang đến cái dã rời bức bối chia lìa. Ôi chao, một thứ nhạc thật nịnh tai, dễ dẫn dụ, dễ ngấm, và sự chán trường cứ theo người ta mãi. Phan đã đi xa rồi, mà những lời ca ấy cứ như bay theo cùng trong đầu anh. Nó chỉ phụt tắt lúc anh vào đến doanh trại, vừa lúc có báo động. Tiếng còi hú lên, còi gần trên nóc hội trường Ba Đình, còi xa từ phía nhà hát lớn. Cây loa truyền thanh treo trên cây xà cừ sõng sạc. Đồng bào chú ý, đồng bào chú ý, máy bay Mỹ cách Hà Nội 80 km về phía đông nam. Đồng bào nhanh chóng xuống hầm trú ẩn. Các lực lượng vũ trang sẵn sàng chiến đấu. Các lực lượng dân quân tự vệ và dân phòng sẵn sàng làm nhiệm vụ. Những gì vừa mới vương vấn trước đó lập tức tan biến.